Hóa thân là Mẫu Nhí, ai nữ nhà Hồ Ngọc Hà khiến dân tình thích thú vì điều đặc biệt này. Khoảnh khắc Lisa thả dáng trên bãi cỏ đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Không chỉ được biết đến là ái nữ nhà Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Lisa còn tạo ấn tượng mạnh cho người hâm mộ bởi vẻ đẹp trong trẻo và nét dễ thương khiến ai nhìn thấy cũng muốn cưng nựng. Không thua kém cha mẹ, Lisa cũng sở hữu cho mình số lượng người hâm mộ hùng hậu trên mạng xã hội. Các khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỷ luôn được săn đón và thu về lượt tương tác khủng. Mới đây, cộng đồng mạng đang dần dần truyền tay nhau đoạn clip chia sẻ lại khoảnh khắc nhóc tỷ nhà Hồ Ngọc Hà, hóa thân thành Mẫu Nhí đang vô tư thả dáng trên bãi cỏ. Kèm theo đó là dòng trạng thái đầy hài hước, Lisa, Miss Grand Thảo Điền, khiến dân tình vô cùng thích thú. Cụ thể trong đoạn clip, Lisa được mẹ Hà diện cho bộ trang phục nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không kém phần sang chảnh, tóc được búi cao thành chùm buộc gọn qua hai bên, làm lộ gương mặt bụ bẫm cùng hai má bánh bao phùng phình khiến người xem không thể rời mắt. Có thể thấy, chị ba Lisa đang thả dáng thướt tha trên bãi cỏ, khoe đôi chân dài chuẩn gen mẹ Hà khiến cộng đồng mạng không nén nổi ngưỡng mộ. Dù còn ít tuổi, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra Lisa thừa hưởng nhiều ưu điểm từ mẹ, tiêu biểu là đôi mắt hai mí to tròn cùng đôi chân dài miên man. Có thể nói, cả nhan sắc lẫn phong thái của Lisa nhà Hồ Ngọc Hà không hề kém cạnh bất kỳ Mẫu Nhí nào. Đáng chú ý nhất chính là biểu cảm của nhóc tỷ khi chụp ảnh khiến ai cũng vừa thương vừa buồn cười. Sau khoảng thời gian đầu vô cùng thích thú và thực hiện động tác tạo dáng chuyên nghiệp, Lisa bỗng mếu máo khóc và gọi ba khiến Kim Lý nóng lòng chạy vào bế con. Nhiều cư dân mạng suy đoán, có lẽ ngồi lâu trên cỏ làm chân nhóc tỷ bị ngứa hoặc có côn trùng đốt nên em mới làm nũng đòi ba bế như vậy. Dù đoạn clip chỉ mới được đăng tải trong ít phút nhưng đã nhanh chóng nhận được vô số sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều netizen đã không tiếc để lại lời khen có cánh cho nhan sắc xinh đẹp và sự đáng yêu quá đỗi của Lisa. Xinh đẹp quá, con gái ai giỏi ghê, cưng quá trời, Lisa thấy cưng quá.